thì bây giờ bộ đồ trung vệ của BKMX Bình Dương rất nguy hiểm. Như vậy là đã có bàn thắng gỡ hòa dành cho các cầu thủ BKMX Bình Dương. Một tình huống ở góc hẹp nhưng Masari đã chiến thắng được thủ môn Bửu Ngọc. Phút thứ 66, tỷ số đã được quyết định 1-1 dành cho cầu thủ BKMX Bình Dương với một tình huống chất thời cơ ở góc hẹp của Masari, người đã gặp trên hàng tấn công cùng với Wander Luiz. Chúng ta hãy cùng xem lại lần nữa tình huống dẫn tới bàn thắng gỡ hòa dành cho cầu thủ BKMX Bình Dương. Pha xoay người và dứt điểm rất nhanh ở góc hẹp của Masari và áp sát của Văn Nam là không đủ. Và khá nguy hiểm. Và như vậy là tỷ số đã được mở cho các cầu thủ chủ nhà Thanh Hóa. Người ghi bàn đó là Rivario. Rivario là cầu thủ được chờ đợi nhiều nhất trên hàng tấn công của câu lạc bộ Thanh Hóa ở mùa giải năm nay. Và vừa rồi trong một tình huống đổ dồn rất nhiều cầu thủ của cả chủ nhà Thanh Hóa và BKMX Bình Dương đã có mặt trong một 16-10 trước khung thành của thủ môn Bùi Tấn Trường. Và cuối cùng thì người đã đưa được bóng vào trong khung thành của BKMX Bình Dương đó chính là Rivario tại giải vô địch quốc gia năm 2019 này. Hai cú đánh đầu liên tiếp. Đầu tiên có lẽ bóng đã chạm đầu của Đinh Tiến Thành và Rivario đã có mặt rất kịp thời để đưa bóng vào trong khung thành của thủ môn Bùi Tấn. Bàn thắng dứt điểm. Và như vậy là bàn thắng đã được ghi cho các cầu thủ Thanh Hóa ở phút thứ 42 và người lập công là đội trưởng Hoàng Đình Tùng. Niềm vui của các cầu thủ Thanh Hóa và các cổ động viên đang có mặt tại khán đài của sân Gò Đậu. Thanh Hóa là một trong những đội bóng tại V-League, kể cả khi thi đấu trên sân khách vẫn có được một đội ngũ cổ động viên khá hùng hậu. Như vậy là ở phút thứ 42 của trận đấu, Thanh Hóa đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước với tình huống băng vào dứt điểm của Đinh Tùng. Chúng ta cùng xem lại tình huống phối hợp dẫn tới bàn thắng. Một cú dứt điểm bằng đầu gối của Văn Thắng đã mang về lợi thế dẫn bàn. Tấn tài. Cơ hội dứt điểm. 1-0. Phút bù giờ thứ 3 và bàn thắng đã được ghi cho các cầu thủ BKMX Bình Dương. 1-0 trên sân Gò Đậu. Người đã lập công là Wander Luiz. Chúng ta cùng xem lại pha quay chậm, quả tạt và tình huống dứt điểm cận thành của Wander Luiz. Một cú đánh đầu rất chuẩn xác, bóng đi sát cột và anh đã đánh bại được thủ thành Lương Bá Sơn.